sẻ bằng chủ đề kỹ năng phát triển bản thân. Ngươi trầm cảm đừng cắm rứt về quá khứ, đừng lo lắng cho tương lai. Không ạ. Thì các bạn lưu ý là người trầm cảm thì thông thường đó, họ họ suy nghĩ rất là sâu, họ bận tâm rất là nhiều, nhất là họ bị cái quá khứ cắm rứt, rồi bạn ấy lại là lo lắng không biết tương lai mình sẽ như thế nào. Thì chính cái điều này đã làm cho bệnh bạn đó, nó lâu khỏi. Các bạn nhớ là chúng ta sống ở hiện tại. Rất nhiều video mà tôi nói là như là video là mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, rồi lên kế hoạch nhỏ, lên kế hoạch cho hiện tại, rồi hãy cho đi các bạn, hãy cho đi là không phải là chúng ta cho bằng là tài sản tiền bạc, mà chúng ta góp công, chúng ta tham gia những đoàn thiện nguyện, hoặc là nếu có tiền thì mình cho 5.000, 10.000, 20.000 những cái 20.000 đồng tiền Việt Nam đó, cho những người khuyết tật, rồi cho những người kém may mắn, những người ăn xin, người già, cô đơn, neo đơn ở ngoài đường đó. Thì các bạn làm những chuyện đó nó rất là tốt đó các bạn. Thì các bạn nhớ là đừng đừng cắn rứt về quá khứ, cũng đừng lo lắng cho tương lai. Các bạn hãy lưu ý điều này, các bạn nhớ không ạ? Bạn vì bạn lo lắng về tương lai bạn cũng không giải quyết được, mà bạn bị cắn rứt về quá khứ thì để làm cái gì? Nó làm cho bệnh bạn nó lâu khỏi, các bạn nhớ. Mà bệnh của các bạn thì là chữa khỏi đó. Quan trọng là bạn quyết tâm, bạn nỗ lực, bạn kiên trì. Thì tôi lấy cái tấm gương Nick Vujicic để bạn thấy rồi đó. Nick Vujicic thì vượt qua số phận của mình. Nick Vujicic là cái người bị trầm cảm rất nặng và nặng kinh khủng đó, nhưng mà anh đã vượt qua. Thì các bạn hãy lấy tấm gương này. Thì trong cuộc sống thì mình không thể tránh khỏi những trải nghiệm đau đớn và những thất bại. Đôi khi trải nghiệm này có thể chúng ta trầm cảm mà mất hướng đi trong cuộc sống. Để vượt qua trầm cảm thì chúng ta cần học cách không cắn rứt quá khứ và không lo lắng quá nhiều về tương lai. Quá khứ là một phần của cuộc sống chúng ta, nhưng nó không xác định tương lai của chúng ta. Chúng ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng chúng ta có thể học từ những sai lầm này trở nên mạnh mẽ hơn. Đừng để quá khứ trở thành gánh nặng, hãy nhìn nó như bài học để phát triển bản thân. Hơn nữa, nếu mà lo lắng về tương lai chỉ tạo căng thẳng và không giúp ích gì cho chúng ta. Tính toán về tương lai, lên kế hoạch mục tiêu tương lai, nhưng mà không lo lắng. Chúng ta có thể kiểm soát tất cả mọi thứ trong tương lai, nhưng chúng ta không thể kiểm soát tất cả mọi thứ trong tương lai, nhưng chúng ta có thể tập trung vào những gì chúng ta có thể làm ngay từ bây giờ. Sống hiện tại của bạn, có niềm vui trong hiện tại, làm việc làm trong hiện tại, hãy vui vẻ hạnh phúc trong hiện tại mà. Mà những người thường á, nhiều khi họ bị dằn vặt, họ đau khổ, họ bị ức chế, họ bị bức xúc, họ bị chết, cũng vì là bị cắn rứt trong quá khứ, người họ quá lo lắng trong tương lai mà. Thì các bạn là người trầm cảm thì đó, điều này là bình thường, nhưng mà thôi, mình hãy gạt cái những cắn rứt trong quá khứ và nhà những lo lắng trong tương lai. Thay vì cắn rứt vào về quá khứ và lo lắng cho tương lai, hãy sống ở trong hiện tại. Hãy tận hưởng mọi khoảnh khắc và trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Ví dụ bạn nghe bản nhạc vui, mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, bạn đọc buổi sách hay, bạn nói chuyện cởi mở với cha mẹ, cha và các bạn, mẹ các bạn, anh em, người thân các bạn. Bạn có bữa uống ly cà phê ngon, nhớ là tôi dặn các bạn, dặn đi dặn lại rất nhiều lần các bạn, đừng để chi tiền chung tay quá chán các bạn. Các bạn làm sao trong túi lúc của mình lúc nào mới có tiền dự phòng, đừng để nhận nhận túi mà. Thì khi nhận túi mà bạn có nhu cầu là bạn lại bực bội, nhận túi mà bạn có nhu cầu phát sinh cần mua sắm gì là bạn không có tiền, bạn lại bực bội. Nhớ trong túi luôn luôn là hãy hãy có tiền. Hãy tận hưởng và mỗi khoảnh khắc và trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy tìm kiếm niềm vui và ý nghĩa từ những điều nhỏ nhặt xung quanh đó bạn. Ví dụ bạn giúp mẹ bạn là nấu cơm, bạn giúp mẹ bạn lau nhà, bạn giúp cha bạn là đánh máy, thì đó là niềm vui nhỏ nhặt thôi. Sống với hiện tại các bạn. Hãy nhớ rằng thay đổi là không thể tránh khỏi. Cuộc sống là luôn thay đổi với tốc độ chóng mặt các bạn. Có khi là dù bạn đang được người thân, cha mẹ quan tâm, anh chị em, bạn bè quan tâm, tự nhiên đột đó người đó lại ra đi. Người đó đi nước ngoài, người đó đi lao động, hoặc là người đó chẳng may là theo ông theo bà chẳng hạn. Thì thấy bạn đừng có hụt hẫng đó. Đó là cái nhiều khi những người bạn chỗ dựa tinh thần của bạn mà họ ra đi như thế thì bạn đột ngột thì bạn hụt hẫng không à. Thì vấn đề thay đổi, những quy luật thay đổi là điều này bình thường đấy. Cái mọi vật trong trong vũ trụ này có thể tồn tại, có thể tự nhiên mất đi hoặc là dịch chuyển, thì điều này bình thường, các bạn đừng có lo lắng nữa. Rồi cuộc sống luôn tiếp diễn mà chúng ta cần thích nghi với những thay đổi đó. Đừng sợ thay đổi, hãy nhìn nó như cơ hội để phát triển và trưởng thành đó. Nếu bạn đang trầm cảm thì hãy để quá khứ và tương hãy 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 để quá khứ và tương lai qua một bên, tương lai qua một bên,
Và sống thì trong hiện tại hãy tận hưởng cuộc sống. Hãy tin rằng bạn có thể vượt qua mọi khó khăn rồi trở nên mạnh mẽ hơn. Đó vậy. Thì trên đây là tôi muốn nhắn gửi tới bạn. Hãy quên đi quá khứ, đừng căng cứ quá khứ và đừng quá lo lắng cho tương lai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.